Xin chào tất cả các bạn nhé. Tại Trung Bonsai đang ở Nam Điền, đang ở một cơ sở chuyên buôn bán những cây hoa, cây cảnh. Đặc biệt bước vào khuôn viên có bộ ba cây xanh tinh hạt nhé, rất đẹp. Ba tác phẩm 3 triệu nhé, bình quân mỗi tác phẩm 1 triệu. Tác phẩm thứ nhất nè, đang cuốn lên cổng làng đây, quay chi tiết cho anh em xem. Một trong những cây xanh hạt rất là đẹp, được cuốn vào trên một cái cổng làng nha. Rất là công phu, chỉ có 1 triệu thôi. Đây là tác phẩm thứ nhất, cũng phải được mấy năm rồi. Cái này không, tác phẩm bên cạnh cũng không kém. Bỏ ra rất nhiều công sức với những tác phẩm như thế này. Đây là mặt sau, mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem. Những lần trước thì mình ra mình cũng hay ghé vào tiệm của chị Hai này, mua những tác phẩm mini. Lần này ra gặp ba tác phẩm này cũng quay gửi tới anh em. Cái này có vẻ khôn hơn, lá rất đẹp này. Đây cũng là Nam Điền hạt hết nhé. Sau này lá nó hồi lại cũng rất là đẹp. Tác phẩm thứ ba đẹp quá. Đây mà là cành Nam Điền thì đẹp quá rồi. Để đi vào không gian bên trong xem có tác phẩm nào đẹp nhé, mình sẽ quay để gửi tới anh em nhé. Gian bên trong này các bạn nhé, rất nhiều. Sau khi mua những tác phẩm về thì cũng dùng những bàn tay rất là giỏi của những nghệ nhân trẻ của Điền Xá đang tạo hình. Những tác phẩm này thì là khi làm xong thì nhiều tiền không anh? Dạ mày. Thì nó cũng phải vừa túi tiền của anh em trên cây. Có người thích người không. Nó bình quân là bao nhiêu tiền một tác phẩm này? Hơn 200. Đấy nhá, rất là rẻ nhá. Chị gái có uốn được không nhỉ? Hay là ta chỉ có dọn đi thôi về? Dạ. Chị có uốn được cây không? Có. Đấy nhá, không phải là làm nhá. Nữ cũng rất giỏi. Năm cân thăng này, năm gai đúng không? Vâng. Khi làm nó rất cắt hết đây. Cắt tiền nhiều gai lắm. Có chỗ đang sản xuất chuyên về quất bằng cần thăng này, ghép đang ghép rất nhiều. Chắc là sang năm người ta mới bán. Người ta lại mua cần thăng về với ghép quất vào. Ghép được. Vâng. Có những cái cây cần thăng đẹp lắm, gốc nó đẹp vậy thì ghép quất, họ ghép quất vào họ chơi. Đây là một tác phẩm vừa hoàn thiện xong nhé. Rất là côn cây, tuy nhỏ nhưng cũng côn. Tiếp tục với những tác phẩm xanh hạt ôm đá nhé.
Ngoài kia là chị Hai vừa báo 1 triệu một tác phẩm rồi, không biết trong này bao nhiêu đây. Có nhiều cây rất đẹp. Từ 500 đến 1 triệu là có những tác phẩm như này. Nhiều quá, tác phẩm nào cũng có thể chơi được, đặt bàn rất là hay. Rất nhiều tác phẩm mini đẹp. Với những tác phẩm này chỉ tầm 250 một cây đấy nhá. Tha hồ lựa chọn. Còn rất nhiều nhé, chỉ tầm 200-250 đã có một tác phẩm xanh gốm đá và rất nhiều tác phẩm khác, thì từng giá anh có thể lựa chọn. Đấy cũng lại đấy được không? Mình cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo nhé. Các bạn yêu mến kênh Chu Bonsai thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh và nhận video mới nhất sớm nhất mà kênh Chu Bonsai quay gửi tới các bạn. Bà rồi. Bonsai chính hiệu đã mua được một
Được chào hai nghệ nhân nhá. Vâng. Chúng cũng xin dừng video ở đây thôi. Rất là nhanh, vừa quay đi của lại đã làm xong một cây rồi. Hai cây rồi chứ. Hai cây.